Chào cả nhà, hôm nay Solar Nguyên hướng dẫn mọi người cài đặt wifi cho cái viễn tần Solar Power, viễn tần hòa lưới thông minh 5 kW mà bản bình dân nhá. Con này nó chính là con Voltrolic V2 5 kW đấy, nó có V2 3 kW và 5 kW. Thì con này là Voltrolic V2 5 kW từ nhà máy Voltrolic ra, nhưng mà nó là qua một nhà phân phối khác. Nhà phân phối này thì nó khác, để phân biệt thì người ta sơn thêm một chữ Solar Power ở đây. Cấu tạo ruột các thứ là như nhau, cơ chế bảo hành là 24 tháng, và đây là cái wifi đi kèm máy là nó như thế này. Đấy. Kết nối vào cái cổng này. Đấy. Cắm ở đây nó sẽ lên hai cái đèn như này. Bây giờ mọi người sẽ tiến hành cài đặt cho nó này. Để cài đặt cho nó thì phải sử dụng phần mềm Watch Power tải trên App Store nhé. Đây. Đấy, Watch Power Wi-Fi này, sau đó mở nó ra. Mở nó ra thì bạn phải đầu tiên bạn phải đăng ký cái tài khoản, bấm vào chữ đăng ký ở dưới cùng này. Dòng đầu tiên đặt tên cho cái mình muốn đăng ký này, đặt mật khẩu này, mật khẩu một lần nữa này. Địa chỉ email này và số điện thoại này, và cuối cùng là quét cái series của cái Wi-Fi. Đấy. Sau khi ấy xong thì bạn sẽ vào wifi config, nhưng mà việc đầu tiên là bạn sẽ phải quên hết các cái loại wifi ở trên máy của mình đi, và bắt cái wifi của nó tự phát ra. Wifi của nó tự phát ra có tên là bắt đầu bằng chữ Q này, và mật khẩu nó truy cập là từ 1 tới 8 nhé. Mật khẩu của cái wifi đấy là từ 1 đến 8. Đấy. Cái wifi đấy khi mình bắt vào nó sẽ ghi là không có kết nối internet này. Đấy. Đấy, đã kết nối nhưng không có internet. Với cái máy này của mình nó sẽ hỏi thêm một dòng là có giữ kết nối đó không. Một số máy khác thì nó không hỏi thì thôi. Đây, nó hỏi giữ thì mình phải giữ này. Đấy, sau khi xong được cái việc đó rồi, bạn mở phần mềm Watch Power ra. Bạn bấm vào Wi-Fi config. Đấy, bạn sẽ thấy ở trên góc trên này nó sẽ lên là cái chữ Q này đang bắt cái Wi-Fi đó. Sau bấm vào config này. Sau bấm vào cái biểu tượng Wi-Fi này để cho nó quét cái sóng xung quanh, để cho nó muốn bắt cái nào thì nó bắt đấy. Đây, bắt cái Solar Hưng Yên đi. Nhà mình có hai cái Solar Hưng Yên, sao nó không bắt được cái Solar Hưng Yên trong nhà. Chờ tí. Đây, cái Solar Hưng Yên này. Rồi, bấm vào con phim này. Xong điền mật khẩu đây. Bấm vào cái chỗ này, mật khẩu là từ 1 đến 8, mật khẩu wifi của nhà mình là từ 1 đến 8 mà. Mật khẩu wifi nhà bạn, bắt bạn từ bạn, và bấm một setting này. Rồi, chờ một tí nó khởi động lại. Khi nó khởi động lại nó sẽ lên 4 cái đèn, xong nó tắt đi. Rồi. Đấy, nếu mà nó thành công thì trên kia nó lên luôn 4 cái đèn. Rồi, xong mình bấm vào confirm này là xong việc. Rồi, trên kia nó lên 4 cái đèn rồi đấy. 4 cái đèn rồi thì bây giờ mình phải đâu rồi? Rồi. Đây. Đấy, nó báo như này là thành công, xong việc. Xong việc, bây giờ mẹ bạn quay ra bạn bắt cái wifi của nhà bạn nhé. Cái wifi của nhà bạn đây. Rồi. À, lúc này thì con wifi nếu mà kết nối cài đặt thành công nó như này. À, ví dụ thế. Nó lên 4 đèn. À, các bạn chú ý là với một số cái wifi modem của Viettel hoặc VNPT, nếu mà cài đặt nó không được thì cần phải reset lại wifi nhá, hoặc bắt một cái wifi khác. Reset hoặc rút điện wifi ra cắm hạn. Bởi vì là một số cái wifi của VNPT ấy, hoặc Viettel ấy, là nó không bị sung, nó không cấp địa chỉ cho cái này thì nó hơi lằng nhằng một tí đấy. Để cài đặt lại mật khẩu của tên tuổi, đây là cái wifi này này. Đấy. Con này nhà mình nó đang không cấp cho cái, nó không kết nối được thì mình phải sử dụng cái wifi trong nhà. Đấy, còn bình thường mọi người thì đa số là làm đều được. Đấy, 90%, còn nếu mà 10% còn lại là phải sử dụng một cái wifi khác, vì cái wifi kia là nó không được. Rồi, sau khi xong thì mình bấm vào đây, xong mình bấm nút in đi. Mật khẩu là gì nhỉ?
Mình bấm vào login mình sẽ xem được. Rồi. Lúc này thì cái máy nó sẽ chạy này. Rồi. Đây mình sẽ trong cái này mình sẽ biết là pin mặt trời đang là 369V này. Công suất xuống là 2333W này. Nó được chia làm hai đường, một đường đẩy lưới và một đường sử dụng tại nhà. Tại nhà đang sử dụng là 440W đây. 11%. Cái này nó có cái này là sửa cái gì? Sửa tên. Tên thì ví dụ đặt ở đây là cái gì nhỉ? Đặt là Solar Hưng Yên chẳng hạn. Ví dụ như thế, hoặc đặt tên cho khách hàng. Ác quy chưa được kết nối, ác quy nó không nổi lên. Rồi, đây để mình tăng tải của nhà lên nhé. À, cái wifi này thì nó cũng không phải là trực tuyến đâu nhá, mà nó phải mất một thời gian khoảng tầm 5 phút nó mới gửi dữ liệu một lần. Bất kể con biến tần nào cũng thế, cứ phải 5 phút nó mới gửi dữ liệu một lần. Nên là dữ liệu chúng ta xem được không phải là dữ liệu trực tuyến, mà là dữ liệu offline của 5 phút trước. Đây, trực tuyến thì nó phải là những cái phần mềm như thế này. Đó, thì mới là trực tuyến này. Đó, phần mềm như thế, hoặc là phần mềm như thế này. Đây là những cái phần mềm trực tuyến này, nó đang chạy này. Đó. Đây là của ba pha, nó là một hơn một giây một lần. Rồi quay trở lại vấn đề đây, đâu rồi? Rồi đấy, ở đây chúng ta sẽ xem được là dàn pin, công suất của dàn pin 1 đang 233 này, điện áp ắc quy này, phần trăm ắc quy này, dòng sạc, dòng xả này, điện áp lưới, tần số này, công suất này, giới thiệu về sản phẩm thì các thứ đây. History. Nói chung là cũng thấy rất nhiều thông số đấy. Đây, còn nếu mà xem một ngày phát được bao nhiêu kilowatt thì chúng ta lại xem ở cái mục này. Mục over đây này. Alarm là báo này. Cái này nó đang báo không có quy thôi mà. Normal màu xanh nó hoạt động bình thường. Current là 2.3, today là 1.2. Đại loại là như thế. Rồi, đó là cách về xem ở trên điện thoại. Biến tần này nó thuộc phân khúc bình dân phổ thông nên là nó sẽ không xem được là ngày hôm nay bán được bao nhiêu số điện nhá. Nó không cho mình xem là ngày hôm nay nó chỉ cho mình xem là ra được bao nhiêu số điện như biến tần hòa lưới bình thường thôi, mới điện áp ắc quy mới các thứ thôi nhá. Đó là về cái tính năng wifi của cái máy này. Rồi, cái sản phẩm bán thì nó có kèm wifi. Mọi người quan tâm tới sản phẩm cần đặt mua liên hệ Solar Hưng Yên 0987006938. Hiện đang sẵn hàng.